Thank you.
65 khi ghi chặt 7 mình để ở nhà rồi ha. Vẫn vậy, vẫn chưa lên tay được các bạn, vẫn 4 viên mới mới hạ được ba em đó. Cây dâu chặt 65. Cảm ơn các bạn đã xem video nha, nhớ đăng ký để xem nhiều món ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.